Quý khán giả đang đến với khung giờ dành cho bản tin sắc màu kinh tế. Những thông tin hấp dẫn, cập nhật đầy đủ, đa dạng về kinh tế sẽ có trong bản tin hôm nay, ngày 3 tháng 6. Thưa quý vị, theo đề xuất của Bộ Công Thương, Chính phủ đã đồng ý giảm giá điện đợt 3 vì dịch COVID-19. Cơ sở cách ly không thu phí sẽ được miễn 100% tiền điện từ nay đến hết tháng 12. Còn cơ sở khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 được giảm giá tiền điện 20% đến hết năm 2021. Người dùng là hộ tiêu dùng sinh hoạt, các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở hành chính, sự nghiệp không được xem xét để hưởng chính sách này. Với quy mô được thu hẹp, dự kiến tổng số tiền hỗ trợ đợt 3 sẽ hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là đợt giảm giá tiền điện thứ 3 cho các đối tượng chịu ảnh hưởng vì COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết từ nay đến cuối năm sẽ theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, đặc biệt là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, để kịp thời đề xuất giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là mặt hàng có nguồn cung bị thiếu hụt cục bộ do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh và hàng hóa có nhu cầu cao. Bộ Tài chính cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn để hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ. Cục Quản lý giá sẽ chủ động dự báo, tính toán, xây dựng kịch bản điều hành giá các mặt hàng thiết yếu theo lộ trình thị trường, nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Thưa quý vị, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cam kết sẽ hỗ trợ Bắc Giang tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều. Chương trình được triển khai đến 63 cục quản lý thị trường các địa phương. Tổng cục đã phối hợp với VNBOSS triển khai hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều bằng hai hình thức. Đối với hình thức bán hàng trực tiếp thông qua mạng lưới vận tải của mình, VNBOSS phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Bắc Giang để đảm bảo nguồn cung vải thiều chất lượng cao, an toàn, phòng dịch và lo toàn bộ khâu vận chuyển đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, thì VNBOSS cũng sẽ cung cấp danh sách lái xe, phương tiện vận tải đến Tổng cục và tại 63 cục địa phương để lực lượng quản lý thị trường tạo điều kiện thuận lợi trong khâu lưu thông. Đối với hình thức bán hàng trực tuyến, sẽ bán hàng thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử của VNBOSS. Vải thiều Bắc Giang sẽ bán online cho từng cá nhân đặt hàng. Thưa quý vị, mặc dù giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2021 của Bình Phước có tăng so với cùng kỳ năm 2020, nhưng tiến độ giải ngân chưa đáp ứng sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Tổng kế hoạch vốn năm 2021 của tỉnh được giao là trên 5.587 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm đã giải ngân được 1.382 tỷ đồng, đạt 24,7% so với kế hoạch tỉnh giao, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm. Nguyên nhân là công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các dự án khởi công chậm. Việc triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho các dự án khởi công mới năm 2021 chưa kịp thời, việc khởi công các dự án cũng chậm. Thưa quý vị, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sion Coop cho biết các mặt hàng nhu yếu, hàng bình ổn giá, hàng khô, hàng đông lạnh đã được Sài Gòn Coop chuẩn bị một lượng lớn để cung cấp ra thị trường đều đặn trong 6 tháng tới mà không sợ bị thiếu hàng. Hiện Sài Gòn Coop phải thực hiện 3 nhiệm vụ quan trọng cùng lúc, đó là đảm bảo nguồn hàng hóa, đảm bảo không gian mua sắm an toàn cho khách và điều kiện làm việc an toàn cho người lao động. Hiện nguồn hàng đang dồi dào, giá tốt và lưu thông tương đối thuận lợi nhờ sự chung tay của các nhà cung cấp và tạo điều kiện của các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Tập đoàn Central Group Thái Lan vừa tổ chức chương trình kết nối kinh doanh theo hình thức trực tuyến với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm và vật liệu xây dựng, đồ nội thất. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016, chương trình nhằm mục đích hỗ trợ sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhà phân phối để đưa hàng hóa vào thị trường Thái Lan thông qua hệ thống của tập đoàn Central Group. Chương trình giao thương là cầu nối hiệu quả trở thành kênh tiếp cận thị trường, giúp hàng hóa Việt Nam có thể xuất khẩu vào hệ thống phân phối uy tín của Thái Lan, mở ra nhiều tiềm năng kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sắc màu kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.